Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn học cái phần mềm Adobe After Effects CC phiên bản 2017 ha. Rồi, quay lại cái giáo trình mà tôi đã tải phía dưới cái video này trong cái phần mô tả, bạn hãy tải về ha. Thì tôi đã hướng dẫn các bạn tới cái một video trước, tôi sẽ hướng dẫn các bạn xong cái phần mà các công cụ nè ha, các công cụ thường sử dụng nè, phần mục số 21 nè. Thì cái video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn lại một cái công cụ mà tôi đã hứa sẽ làm bạn một video riêng, là cái công cụ Pen Tool. Đây nè, công cụ Pen Tool này ha, viết tắt là chữ G đó, là công cụ Pen Tool, là công cụ vẽ thôi. Công cụ vẽ đường bát thì nó tương tự như như chúng ta học bên cái phần mềm Photoshop hay là công phần mềm Illustrator ha. Phần mềm Illustrator là sử dụng cụ Pen rất là nhiều, chúng ta đang vẽ những cái ảnh vector đó, Illustrator. Rồi thì công cụ này cũng tương tự gì, chúng ta có thể là vẽ nè, thêm các điểm neo, số điểm neo, rồi chuyển đường thẳng thành thành cong ha. Nó rồi rất là cơ bản, rất là giống ha, giữa rất là giống giữa các phần mềm Photoshop, Illustrator và công cụ Paint trong cái phần mềm After Effects này. Rồi đầu tiên tôi mở cái phần mềm lên, video này cũng tương đối đơn giản thôi. Rồi thì đầu tiên thì bạn mở cái phần mềm After Effects lên, bạn tạo mới một cái project đi, một cái dự án thôi đó, tôi làm ví dụ thôi. Thì đầu tiên thì bạn sẽ bạn để trống thì nguyên liệu đầu vào, bạn khỏi nhập vô được, bạn tạo cho tôi một cái cơm rỗng đi ha, một cái tôm, một cái cơm á, một cái composition rỗng đi. Cho ta tạo một cái reset này nè. Cái reset này thì làm ví dụ, thì cái ví dụ này đơn đối là đơn giản thôi, bạn cho cái bao nhiêu cũng được ha. Sử tôi cho độ phân giải HD đi, là 1080x720 đi. Rồi cái nền màu đen đi ha. Rồi thời lượng thì cho 10 giây đi. À, này là ví dụ thì bạn cho những cái thông số này nó như thế nào cũng được ha. Thế là ok. Rồi, ta được một cái composition như thế này. Thì video này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái công cụ này nè ha, công cụ của chữ Pen Tool. Thì thông thường đối với phần mềm Photoshop á, hay là phần mềm Illustrator á, thì cái công cụ Pen Tool thường viết tắt, thường sử dụng phím tắt là phím chữ B phở ha. B phở viết tắt của chữ Pen á, chữ cái đầu của chữ Pen á, cái bút á. Còn đối với phần mềm này thì lại sử dụng cái phím tắt là chữ G ha. Chữ G, tại vì chữ G bạn thấy chưa, chúng ta là chữ G đó, cái diễn giải của phần mềm để chữ G bạn thấy không đó. Tại vì cái chữ nếu dùng sử dụng chữ B thì nó trùng với một cái công cụ thường hay sử dụng trong cái phần mềm này, là cái position, là để xác định cái vị trí của cái đối tượng ha. Thì đó là để chúng ta sử dụng cái tạo khóa cây ha, tạo khóa cây. Rồi thì công cụ Pen Tool này thì cái cách mà chúng ta thao tác vẽ thì tương tự như cái phần mềm Photoshop, Illustrator thôi. Tôi làm thử cho bạn xem ha. Đầu tiên bạn chọn cái công cụ này, hoặc là sử dụng phím tắt là chữ G. Rồi trên cái màn hình này thì các bạn sẽ vẽ ha, mà vẽ gì cũng được, bất cứ gì cũng được. Thì sẵn giờ tôi sẽ vẽ một cái hình vuông, bạn click một điểm bất kỳ. Rồi bạn giữ phím shift gì đó, bạn click điểm thứ hai, hay bạn click shadow buông chữ trái ra, bạn click vuông trái ra, click vuông buông trái ra. Khi bạn quay lại, tôi click được 3 điểm là khi bạn quay lại cái điểm bắt đầu á, thì tự động cái cây bút của bạn nó có một cái ký hiệu là cái vòng tròn, bạn thấy chưa? Nó, tao phóng lớn cho bạn xem nè, nó có một ký hiệu vòng tròn, cho bạn biết là bạn đã quay về cái điểm bắt đầu, là chúng ta tạo ra một cái đường bát đóng ha, như là một cái đường bát mà nó đóng như là nó không hở đó, đường bát kính đó, ta hay nói là đường bát kính đó, nó không hở. Rồi tao lít thì nè, lít lại cái vị trí bắt đầu nè, nó, vậy là cơ bản ta được một cái hình hình vuông, hình chữ nhật gì nè, nó thấy chưa? Đó, thì đơn giản là chúng ta sẽ đi lít và buông trái thôi để tạo ra đường thẳng. Tôi làm lại ha, giả sử như tôi vẽ thêm một cái nữa, tôi vẽ thêm hình chữ nhật đi, lít một điểm bất kỳ, lít điểm thứ hai, rồi lít một điểm thứ ba, lít một điểm thứ tư, rồi sau đó tôi quay lại cái vị trí bắt đầu để tạo ra một đường bát kính ha, thấy chưa? Lít và buông trái ra thì sẽ tạo ra được một cái đường thẳng. Rồi bắt đầu tôi xóa cái này ha. Rồi giờ lại bên hậu chúng ta sẽ tới vẽ đường bát cong. Tương tự vậy ta sẽ nhấp vào đây, phím tắt là chữ G. Rồi để được đường bát cong thì tương tự như những phần mềm Photoshop, Illustrator thôi. Thì bạn click một điểm bất kỳ. Rồi xin ạ. Sau đó bạn click một điểm thứ hai ha. Nhưng mà tại vị trí mà sau khi bạn click xong cái điểm thứ hai này á thì bạn không buông chuột trái ra ha. Lưu ý tay trái tôi đang dẫn đè con bên trái chuột, tôi không buông ra mà tôi rê. Ha, thấy chưa? Tay trái tôi vẫn đè cái nút chuột trái và tôi không buông ra, tôi rê xuống thì sẽ tạo được một cái đường cong như thế này. Bạn thấy chưa? Đó. Tiếp tục, sau đó tôi mới buông chuột trái ra, tới vị trí mới tôi click một điểm bất kỳ nữa. Sau đó tôi cũng không buông chuột trái ra nữa mà tôi thực hiện cái việc là vừa nhấn vừa đè chuột trái ha. Tôi vừa đè cái nút chuột trái và tôi rê để tạo được cái độ cong ha, độ cong. Rồi khi mà bạn rê đó, bạn muốn
rê qua bên hướng nào sẽ tạo được cái độ cong theo hướng đó, thấy chưa? Đó, này tôi di chuyển chuột, tôi rê chuột quanh tay trái sẽ tạo được đường cong như thế này, tôi rê chuột quanh phải sẽ tạo được đường cong như thế này, ha. Này là thao tác rê chuột tạo đường cong thì nó hoàn toàn tương tự như cái phần mềm Photoshop của Illustrator thôi. Bạn nào nếu đã có nền tảng học các phần mềm đó trước rồi thì thấy cụ pen này rất là dễ ha, còn những bạn nào mới bắt đầu thì thấy nó hơi khó. Rồi, giả sử tôi buông chuột trái ra, thì tôi muốn vẽ đường cong nữa thì tiếp tục như thế đây, tiếp tục như thế tôi cứ vẽ cái đường cong nha, lứt điểm bất kỳ và giữ trái không buông và bạn rê để tạo được cái độ cong ha. Nó xuất hiện hai cái đường điều hướng đó, hai cái đường điều hướng hai bên đó, thì chúng ta sau khi chúng ta vẽ xong chúng ta được quyền chỉnh sửa lại ha. Nó chuyện gì ta vẽ được đường cong nó, bạn cứ vẽ tiếp tục thôi. Chỉ tôi vẽ chơi muốn vẽ gì vẽ được ha, vẽ bất kỳ, sẽ tôi vẽ bất kỳ một cái hình nào đó. Rồi tôi quay lại cái điểm bắt đầu để tôi tạo được cái độ cong của cái đường này. Thấy chưa? Đó. Là kết quả tôi đang vẽ đại được kết quả được cái đường này. Thấy chưa? Nó không ra hình gì hết nhưng mà cơ bản là chúng ta đang tập cái cách để vẽ được đường cong. Rồi. Thì trong lúc vẽ đường cong chúng ta có thể giả sử như giờ tôi yêu cầu các bạn vẽ cho tôi một cái đám mây ha. Cái đám mây thế chứ cũng là khó vẽ chứ không phải dễ vẽ ha. Rồi tôi sử dụng cụ pen tool chúng ta là chữ G. Thấy chưa? Vẽ cái đám mây như thế này nè. Lít một điểm bất kỳ. Rồi. Lít một điểm thứ hai, giữ trái không buông rê để tạo được cái đầu cong của đám mây ha. Tại vị trí này á, là tôi không buông chuột trái ra, tôi kết hợp với cái phím on ha, phím on là phím A là T đó, tôi kết hợp với phím on để tôi tạo được cái độ gãy ha. Độ gãy là sao thì tôi sẽ nhắn thử cho bạn xem nè. Tay trái tôi giữ phím on là phím A là T, tôi di chuyển lên thì bạn thấy là tôi đang tạo được một cái điểm gãy tại cái thành địa hướng kia ha. Nó sẽ hướng lên, nó hướng lên như thế này, nó tạo như thế ta gọi là tạo điểm gãy. Rồi, sau đó các bạn sẽ làm chính xác thứ tự theo tôi ha. Sau đó tôi sẽ buông cái nút chuột trái ra ha. Buông nút chuột trái ra nhưng mà tay trái tôi đang vẫn còn giữ cái phím on, phím là T ha. Sau khi tôi đến cái vị trí mà điểm mới tôi cần vẽ đó thì tôi mới bắt đầu buông cái phím on ra ha. Nó buông phím on ra thì nó sẽ quay về cái cây bút lại, bắt đầu tôi lít điểm thứ hai. Lít giữ chuột trái không buông và rê chuột để tạo đường cong, thấy chưa? Rồi sau đó là sao nữa? Nếu bạn không giữ cái phím on á thì bạn vẽ cái điểm tiếp theo thì không giờ được ha, không giờ tạo được cái điểm gãy ha. Mà thấy là khi bạn di chuyển hướng lên thì cái đường cong nó sẽ bị dẹp như thế này, thấy chưa? Không được, chúng ta chỉ có thay đổi cái thanh điều hướng một bên thôi. Bắt buộc chúng ta phải tạo điểm gãy bằng cách là ta giữ phím on A là T, thì bạn thấy là nó, cái điểm gãy cái đường cong dưới nó sẽ bẻ lên, thấy chưa? Đang di chuyển lên nè, đang bẻ lên đó. Rồi sau đó ta thực hiện cái việc là buông chuột trái trước, lưu ý ha, buông nút chuột trái trước. Rồi sau đó chúng ta mới buông cái nút A là T ra ha. Rồi ta đích một điểm mới để tạo được một cái độ cong, thấy chưa? Nó bạn phải làm đúng theo thứ tự như vậy, còn nếu không là bạn không làm đúng thứ tự như vậy thì sẽ không dễ được cái đám mây đâu ha. Thấy vậy chứ không phải dễ đối với những bạn nào mới bắt đầu. Rồi sau đó tôi tiếp tục tôi vẽ dòng xuống đây để tạo được cái đường cong, thấy chưa? Rồi những bạn nào thấy chưa, đường cong như thế này. Rồi sau nữa tôi tiếp tục rồi như sẽ như thế này đi. Rồi tiếp tục tôi vẽ thêm một cái nữa. Rồi tôi giữ phím on là phím A là T để tôi xéo lên để tôi tạo được cái điểm gãy ha. Nó giữ phím A là T, sau đó buông được trái ra, sau đó tôi mới buông cái phím A là T ra. Rồi lít một điểm bất kỳ nữa, rồi tạo được cái đường cong, giữ phím A là T ha. Lưu ý phải giữ phím A là T, thay đổi cái hướng ha, thành điều hướng một bên. Rồi sau đó tôi buông trái ra, sau đó mới buông phía là T ra, tôi quay lại vị trí bắt đầu để tạo được cái đường bát kính, thấy chưa? Đó, rồi tôi buông ra xong. Bạn thấy chưa, ta vừa vẽ được một cái đám mây. Thì sau khi vẽ xong thì chúng ta được quyền cái thao tác điều chỉnh là bạn dựa trên những cái thanh điều hướng nè ha, thì bạn thay đổi gần hay xa để thay đổi được cái độ cong của cái đường bát này ha. Đó, thấy chưa? Rồi giờ ta thay đổi cái chỗ này, nó hơi kỳ kỳ nè, bạn click vô đây, bạn click vô một cái điểm nào đó bất kỳ thì bạn sẽ thấy xuất hiện hai cái thanh điều hướng ở hai bên ha, để bạn thay đổi được cái độ cong. Đây, thay đổi độ cong cho bạn xem, nó click vào hai cái thanh điều hướng, thay đổi cái đường cong cho nó hợp lý ha, nó may như thế nào cho nó hợp lý. Nó thay đổi cho nó nhìn nó, cho nó đều đặn lại tí. Rồi đó là chúng ta thay đổi được cái đường cong, cái đề tại những cái vị trí điểm nào tạo được cái độ cong ha. Rồi còn trường hợp chúng ta muốn thay đổi cái vị trí điểm neo thì làm sao? Thì muốn thay đổi vị trí điểm neo thì đơn giản lắm, bạn cứ việc là bạn đang lưu ý bạn đang sử dụng công cụ là pen tool chữ G ha. Bạn lít vô cái điểm neo, lít giữ chuột trái không buông và bạn rê
Bạn thấy chưa? Tôi đang thực hiện thao tác là vừa dùng chuột trái lít vô cái điểm nail, lít giữ trái không buông rê để thay đổi cái vị trí điểm nail. Bạn thấy chưa? Tôi đang thay đổi vị trí điểm nail nè. Đó. Đang lít lên điểm nail là tôi rê. Rồi tôi buông trái ra. Thấy chưa? Đó là thao tác thay đổi điểm nail, tôi thay đổi lần nữa cho bạn xem nè. Cái chỗ này nó hơi sâu quá thì tôi lít vô điểm nail, tôi rê ra phía ngoài tạo ra cái độ dày cho điểm nail ha. Lít và rê ra phía ngoài. Thấy chưa? Đây. Tạo ra được cái thay đổi vị trí điểm nail, thấy chưa? Nó nhìn nó đều đặn. Đây tôi cho nó sâu vô một tí thì tôi rê vô. Bạn thấy chưa? Đó. Rồi, đó là chúng ta vừa làm xong cái thao tác là thay đổi vị trí điểm nail. Bây giờ chúng ta làm thêm một cái thao tác nữa là cộng thêm điểm nail và xóa điểm nail ha. Rồi, cộng thêm điểm nail và xóa điểm nail. Rồi bây giờ là sao đây? Trường hợp mà tôi muốn cộng một điểm thêm điểm nail thì tôi di chuyển. Lưu ý tôi đang sử dụng đang chọn công cụ Paint Tool chữ G ha. Tôi muốn cộng điểm nail thì tôi di chuyển đến trên cái đường path nè. Thì tự động cái tại vị trí cái bút tôi á nó có một cái dấu cộng nhỏ ha, lưu ý mà nhìn kỹ nè. Có một cái dấu cộng nhỏ tại vị trí cái bút tôi ha, cho tôi biết là tôi lít một điểm thì sẽ tự động cộng thêm một cái điểm nail. Bạn thấy chưa? Tôi mới vừa lít rồi đó, tạo cộng thêm điểm nail. Nó tại cộng thêm một cái điểm nail tại vị trí này nè. Nó tại vị trí chỗ chuột tôi đang khoanh tròn nè, thấy chưa? Rồi, tôi làm lại thêm một lần nữa ha. Tôi di chuyển đến một cái vị trí đường path. Lưu ý là tôi đang phải chọn cái công cụ Paint Tool ha, công cụ Paint Tool nè. Rồi tôi di chuyển đến cái đường path và khi mà cái bút có dấu cộng ha, có dấu cộng là công cụ Paint Tool đó. Nghĩa là ta có thể là tạo thêm một cái điểm nail tôi lít chuột trái. Đó. Thì nó sẽ tự động cộng thêm một cái điểm nail này, đó. Rồi, thì bạn cộng điểm nail rồi thì bạn thấy làm được nhiều chuyện nè, bạn phải di chuyển điểm nail, thấy chưa? Di chuyển điểm nail đến vị trí nào mong muốn, giả sử vậy, đó. Thấy chưa? Rồi sau khi cộng rồi á, trường hợp chúng ta muốn xóa bớt điểm nail thì làm sao? Thì tương tự vậy, bạn di chuyển đến vị trí điểm nail. Lưu ý bạn cũng đang sử dụng công cụ Paint Tool ha. Tới vị trí điểm nail, bạn giữ cái phím Control ha. Khi mình đi di chuyển đến lại điểm nail nè, bạn giữ phím Control. Thì tại vị trí cái bút của bạn có thêm cái dấu trừ, bạn thấy chưa? Đó, cái bút bạn đang có dấu trừ, bạn phải giữ phím Control ha mới xuất hiện dấu trừ. Sau đó bạn lít vào cái điểm nail, thấy chưa? Nó mới vừa xóa điểm nail mất tiêu rồi đó. Đó. Tương tự vậy tôi muốn xóa điểm nail ở vị trí này. Thấy chưa? Đó, điểm nail tại vị trí này thì tôi di chuyển lên đây, sẽ tôi giữ phím Control. Ha, cái bút tôi có dấu trừ ở bên góc dưới cùng bên phải đó. Tôi lít vào đây. Rồi tự động nó xóa điểm nail mất tiêu rồi. Đó, thấy chưa? Đó, tôi đã thực hiện cái thao tác là xóa điểm nail. Rồi, là tổng kết lại công cụ Paint Tool này tôi nhắc lại lần nữa ha. Thì cái cách thao tác trên màn hình nó rất là dễ hơn so với bạn thực hiện trong đây. Khi mà bạn chọn cái công cụ này nè ha, bạn lít giữ trái không buông thì trong đây nó sẽ xuất hiện ra nhiều cái công cụ khác nữa. Hay là phím tắt là chữ G là Paint Tool nè, bạn có thể lít vào đây để thêm điểm nail dấu cộng nè, lít vào đây công cụ này để trừ bớt điểm nail, lít vào đây để tạo ra cái này tôi sẽ nói sao, tạo ra cái chuyển đường thẳng thành đường cong thôi hoặc đường ngược lại. Rồi cái này làm mờ cái đường biên thôi ha, làm mờ đường biên thôi. Rồi khi chúng ta thao tác trên đây thì nó dễ hơn ha. Rồi tôi nhắc lại lần nữa ha, giả sử như thế này, chúng ta sẽ vẽ đường thẳng thì lít buông trái ra ha, xong vẽ đường thẳng. Rồi tiếp tục trường hợp tôi muốn vẽ đường cong thì bạn lít một điểm bất kỳ, giữ trái không buông và ra để tạo đường cong, thấy chưa? Tạo đường cong. Rồi khi vẽ thì muốn tạo ra điểm gãy, khi ta đang vẽ luôn thì giữ phím on, phím alt ha, để tạo được cái điểm gãy. Sau đó bạn buông trái rồi buông phím on ra, thấy chưa? Đường cong. Rồi muốn thêm điểm nào sẽ bớt điểm nào, thêm điểm nào chỉ việc là di chuyển đến cái đường bát, xuất hiện dấu cộng lít chuột trái, thêm điểm nào nè, thêm điểm nào ha, đơn giản thôi, thêm điểm nào. Rồi muốn xóa điểm nào thì bạn phải di chuyển đến điểm nào và giữ phím Control xóa điểm nào nè, giữ phím Control xóa nào, giữ phím Control xóa nào, xóa điểm nào, thấy chưa? Rồi đó là thêm điểm nào xóa nào. Còn muốn di chuyển điểm nào thì chỉ việc di chuyển đến cái vị trí điểm nào, lít giữ trái không buông vào rê, thấy chưa? Di chuyển đến điểm nào, lít giữ trái không buông vào rê để tạo thay đổi di chuyển điểm nào, hai diễn nào. Rồi muốn thay đổi độ cong của điểm nào thì lít vào điểm nào thì sẽ xuất hiện hai thanh điều hướng để chúng ta thay đổi ha. Đó, thay đổi cái độ cong của điểm nào. Trường hợp này là nó thay đổi hai phía luôn. Muốn thay đổi một phía thì làm sao? Kết hợp với phím on, phím alt đó. Thì nãy giờ tôi nói các bạn là cái phím on là tôi hay đánh cái chữ này đây nè, on là alt ha. Đó, còn phím control là tôi nói là cái phím này nè, trên phím của bạn á, thấy chưa? Rồi muốn trường hợp muốn thay đổi được cái độ cong này là từng thay đổi hai phía nè, muốn thay đổi một phía thì làm sao?
thì bạn giữ phím on, phím on là T á, thì bạn sẽ thay đổi được cái độ cong một bên, thấy chưa? Thay đổi độ cong một bên này nè, thấy chưa? Đó, thay đổi độ cong của một bên thì bên kia nó không có thay đổi cái độ cong, hay không ảnh hưởng cái đường thành điều hướng bên kia, thấy chưa? Rồi, thì cái trước khi kết thúc cái video này á, thì tôi làm một cái ví dụ đi. Sử giờ tôi chèn một cái hình nào đó bất kỳ vào đây để tôi vẽ, ha, tôi vẽ xung quanh cái hình đó, làm vậy làm ví dụ cho bạn luôn ha. Sử như tôi chèn đây hình con hình nào tương đối dễ đi. Sử như tôi chèn hình con Pikachu đi ha, Pikachu này đi. Rồi, open, tôi ra như đây. Rồi kích thước hơi lớn, tôi nhỏ tí. Rồi thì cái này tôi làm ví dụ nên các bạn hãy lấy bất kỳ cái hình vẽ vector nào trên mạng cũng được ha, cái hình bình hoa hay là chế banh, hình gì cũng được, hình một cái bất kỳ cái gì cũng được để các bạn chèn vào đây để bạn vẽ ha. Chúng ta tập thôi, chúng ta thực tập, chúng ta học thôi, không có gì hết. Rồi thì tôi sẽ sử dụng công cụ pen tool nắm tắt chữ G ha. Lưu ý thì sẵn đây tôi làm đây để tôi hướng dẫn các bạn sơ sơ cho bạn biết về cái cách mà mặt nạ là gì luôn ha. Lưu ý bạn, tôi đang cho cái bức ảnh Pikachu là số 11 nè, đây là layer Pikachu nè, thấy chưa? Rồi tôi chọn cái bức ảnh này, tôi chọn cái hình cái layer số 11 này nè, nó sau đó tôi sử dụng cái công cụ pen tool ha, pen tool đây chữ G đó, rồi tôi thực hiện cái thao tác là vẽ. Vẽ cái này người ta gọi là vẽ một cái mặt nạ ha. Thì mặt nạ là gì thì video sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn ha. Thì đại khái là chúng ta đang học cái cách chúng ta vẽ công cụ pen tool thôi. Rồi, sau khi bạn làm đúng cái thao tác y chang tôi là bạn phải chọn đúng cái layer này ha, bạn đang chọn layer này. Sau đó bạn sử dụng công cụ pen tool để bạn vẽ ha. Bạn vẽ xung quanh cái đường viền của con Pikachu này ha. Nó như thế này. Nó vẽ tương tự như chúng ta học bên phần mềm Photoshop thôi ha. Tạo được cái điểm gãy nè, chữ phím on nè. Nó tạo điểm gãy. Rồi, muốn ghê màn hình thì kết hợp với cái phím cái con lăn chuột á, bạn đè chết con lăn chuột thì nó sẽ di chuyển màn hình đó. Rồi lít nè, thấy chưa, nó lít nè, lít nè, cái nào đường thẳng thì việc lít vuông trái ra, còn nào đường cong á thì bạn phải lít về rê, thấy chưa, tạo điểm gãy nè, chữ phím on nè, đó thấy chưa, hoàn toàn tương tự như phần mềm Photoshop Illustrator ha, nó vẽ nè, tạo đường cong nè, đó thấy chưa, đó vẽ như thế này, rê rê để tạo đường cong, thấy chưa, rê tạo đường cong nè, thấy chưa. Hoặc là bạn muốn khi bạn nè tạo điểm gãy nè, giữ phím on alt nè, tạo điểm gãy lên nè, thấy chưa, nó tạo điểm gãy lên nè, nó rồi giờ nó tiếp tục lít đây, nó lít lít giờ rê tạo được cái điểm gãy. Sau khi chúng ta giải xong chúng ta được có thể chỉnh sửa lại ha, thì có thể chỉnh sửa lại được, thấy chưa, lít giữ trái không buông rê tạo được cái điểm đường cong. Rồi, thì các bạn vẽ không cần quá chính xác ha. Chúng ta đang học thì chúng ta học cho biết thôi, chúng ta không nên vẽ quá, chỉ cần quá chính xác. Đó, thấy chưa, nó như thế này. Tương tự như Photoshop bạn vẽ cái mặt nạ thôi, bạn vẽ cái tạo ra cái vùng chọn một đối tượng á, như tương tự như phần mềm Photoshop thôi, thấy chưa. Đó, ta vẽ như thế này, chúng ta cứ tùy ý chúng ta vẽ thôi, không có gì hết. Rồi, lỡ mà bạn có vẽ sai cái gì đó, thì bạn hãy phím Ctrl Z để quay lại cái thao tác mà bạn chúng ta vừa vẽ ha. Ctrl Z là thao tác quay lại đó. Hãy sử vậy. Rồi. Thấy chưa? Đó, tôi vẽ từ từ thôi chứ đâu có ảnh hưởng gì đâu ha, đâu có khó khăn gì đâu. Bạn cứ vẽ từ từ thôi. Bạn nào gấp đó, thì có thể là vẽ dối thì nó sẽ không đẹp đẹp ha. Đó, tạo được điểm gãy này, giữ phím on alt nè, buông trái ra, buông phím on ra. Thấy chưa? Nó tạo được cái rồi tôi làm sai thì có thể là nhấn cái phím delete nó, hoặc là phím Ctrl Z để quay lại thao tác gì làm. À, không được cái phím delete thì nó là tạo mới luôn rồi. Thì trường hợp này các bạn muốn bắt đầu lại cái điểm này á thì bạn sử dụng cụ pen tool, bạn lít vô cái điểm nào cuối cùng nè ha, sau đó bạn lít vào vị trí khác để chúng ta bắt đầu vẽ tiếp tục, thấy chưa. Rồi đây lưu ý là tao thay đổi cái độ điểm gãy này nè, cho nó sát ở đây tí, thấy chưa. Rồi như thế chúng ta cứ vẽ từ từ thôi, chúng ta đang học mà, không có không cần quá đẹp ha. Đó, như thế này. Rồi lít thì tạo đường thẳng, lít thì tạo đường cong ha, đơn giản thôi. Giữ con lăn chuột để di chuyển cái màn hình, thấy chưa. Rồi đơn giản mà ha. Rồi như thế bạn cứ làm từ từ thôi, sai thì bạn nhấn Ctrl Z để quay lại thôi ha.
Rồi tới đây tôi tạo một cái đường cong ở chỗ này cho nó tương đối là nhanh đi, đỡ mất thời gian của các bạn. Rồi tôi chữ phím on là T để tạo điểm gãy ra, thấy chưa? Rồi sau đó tôi quay lại vị trí bắt đầu nè. Đó, thấy chưa? Xong chưa? Đó. Rồi sau đó tôi thực hiện vậy xong rồi tôi thực hiện cái việc mà điều chỉnh một tí, điều chỉnh một số cái đường cong này cho nó sát hình con Pikachu lại ha. Như thế cái ảnh chúng ta mới được đẹp ha. Bạn click vô những cái điểm nail nè thì bạn thực hiện cái việc mà thay đổi cái vị trí điểm nail ha, hoặc là thay đổi cái độ cong của cái thanh điều hướng này, thấy chưa? Thay đổi thanh điều hướng này cho nó tương đối là nó đẹp chính xác. Đó, này nó hơi bị có vấn đề nè. Đó, tôi ngắn lại, thấy chưa? Rồi thì khi mà các bạn dễ hoàn chỉnh rồi thì chúng ta bạn vừa làm thao tác là gọi là tạo mặt nạ đó, tạo mặt nạ cho cái hình Pikachu này ha, là như thế. Bạn thấy được toàn vẹn con Pikachu là bạn làm thành công rồi đó. Còn nếu bạn vẽ mà bạn thấy mà con Pikachu mà nó bị mất đầu hay mất tích mất đuôi gì á là chúng ta đã tạo sai mặt nạ rồi, tạo mặt nạ thiếu rồi ha. Đó rồi quên nữa, tôi xin lỗi các bạn ha. Cái tôi quên nói ta còn một cái phần này nữa ha. Giả sử ta muốn chuyển từ đường thẳng sang đường cong thì sao điểm neo á, thì giả sử ta tạm mẫn này đi. Rồi đây là cái hình Pikachu với cái đường, rồi ta tạm ẩn hình Pikachu đi ha. Tôi quên nói các bạn nữa, giả sử như giờ đây hiện tại đây là cái điểm neo là đường cong đúng không, đường cong này tôi muốn chuyển đường thẳng từ đường thẳng sang đường cong, nhưng ngược lại từ đường cong đường thẳng thì làm sao? Thì ở đây nó cũng có cái công cụ là cái công cụ này nè ha, convert, phóng to cho bạn xem, convert vertex tool ha, là chuyển đường thẳng sang đường cong. Thì bạn click vào đây cũng được, hoặc là khi bạn chọn cái này á, bạn giữ phím on bạn click vào đây, thấy chưa? Đó, tôi làm lại ha. Nó đang chuyển từ đường thẳng này nè, điểm thẳng nhọn nè. Tôi click vào đây lại cái chuyển đường cong, thấy chưa? Tay trái tôi giữ phím on, phím on là phím Alt đó, tay trái tôi giữ phím on. Và tay phải tôi click vô cái thì tại vị trí khi tôi giữ phím on á, tôi chuyển đến điểm neo á thì cái chỗ chuột bạn sẽ biến thành cái dấu dấu gì? Dấu nhọn nhọn như thế này tôi cũng không biết là dấu gì nữa ha. Đại khái là cái dấu này nè ha, dấu nó là cái ký hiệu của cái dấu này đây ha, một cái góc nhọn như thế này. Đó. Thấy chưa? Rồi khi mà tôi tay trái tôi giữ phím on, tôi di chuyển đến vị trí này ha, tôi click trái một cái thì nó sẽ chuyển sang đường cong có hai thanh điều hướng ha, tôi click một lần nữa thì nó sẽ chuyển đường cong sang đường thẳng nhọn như thế này ha, thấy chưa? Đó thì nó cũng giống như các bạn thực hiện cái thao tác mà giả sử giờ tôi vẽ một cái hình khác đi ha, giống như tôi vẽ một cái hình vuông như thế này, hình chữ nhật như thế này, thấy chưa? Và tôi sử dụng công cụ Pen Tool, tôi không hư lỗi xin lỗi các bạn ha, tôi phải xẻ bằng công cụ Pen Tool, giả sử như tôi vẽ công cụ Pen Tool như thế này, lấy điểm, lấy điểm thứ hai, lấy điểm thứ ba, lấy điểm thứ tư, rồi tạo được một hình chữ nhật như thế này ha. Rồi sau đó nữa, sau đó tôi di chuyển đến một cái điểm neo đó bất kỳ, hiện tại đang là các đường thẳng ha, các đường thẳng nối nhau. Khi tôi lên di chuyển đến một cái điểm neo này, tôi tay trái tôi giữ phím on ha, giữ phím on tôi click chút trái vào đây, thấy chưa? Thì nó sẽ biến từ cái đường thẳng sang thành đường cong. Tôi làm lại ha, tay trái giữ phím on, phím on là T đó di chuyển đến điểm neo ha, tự nhiên cho chuột tôi nó xuất hiện cái dấu mũi nhọn này nè, tôi click một cái sẽ chuyển từ thành đường cong sang đường thẳng rồi đó. Muốn chuyển ngược lại từ đường thẳng sang đường cong thì click vào đây, thấy chưa? Đường cong, click lên lần nữa sẽ chuyển thành đường thẳng ha, click cái nữa thì chuyển đường cong, click cái nữa chuyển đường thẳng, thấy chưa? Đó là cái cách ta chuyển từ đường thẳng sang đường cong sử dụng cái công cụ này ha, công cụ convert vertex tool, công cụ ở đây ha. Ngoài trừ cái công cụ mà chúng ta thêm bớt điểm neo, ta còn có thêm công cụ này nữa. Công cụ này là mặt làm mềm thôi, làm mềm mặt nạ thôi, không có gì. Rồi thì cái video này hướng dẫn các bạn, chỉ hướng dẫn các bạn cái công cụ Pen Tool thôi ha, cũng dễ mà tương đối là hay ha. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.